thế nào cô? Khách ăn nó đúng là khách của bãi nó cỡ nào cũng có hết á. Đúng rồi, có khi nó ăn 300 cũng có, 400 cũng có nữa. Đưa lên là phải ngon hài lòng 100% hết. À, đó, bảy đưa ra, bảy bóc cái chân ra cho con coi luôn đi. Ồ, đó, tách ra dùng coi. Coi như là lại đang là không có ai, nói chứ người ta ăn 400-500 vẫn hài lòng, chứ không có để mà thiếu sót gì hết đâu con. Tại vì xưa nay bảy bán mấy chục năm rồi, cho thêm thì thôi, chứ không có hề mà bị dứt bỏ cái điều gì hết. Còn ngon, không ngon là không bán. Còn nếu mà cảm thấy không ngon là không bán, chứ không có nói là nhiều khi nó ngon bù là bán không có bù. Tại vì không có cái nào không ngon cả. Hello mọi người nha, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái quán siêu siêu ngon, đó là hủ tiếu hải sản Bảy Vững. Cái này đi ở vòng xoay Tân An, đi lên tí xíu là gặp nha mọi người. Đi về hướng Sài Gòn á, địa chỉ của nó là đây, 859-1 ấp Bình Cang 1 ha, xã Bình Thạnh, Thủ Thừa đó. Ở đây là mình đi qua vòng xoay tí xíu là mình sẽ thấy nha. Vòng xoay có cái tượng đài á mọi người, từ Tân An đi lên ha. Quán này thì mình rất là thường xuyên ghé ăn, cho nên là mình hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người. Tại vì cô Bảy Vững làm cái món ăn rất là đặc biệt luôn, những cái phần ăn gọi là siêu ngon. Mà mặc dù cái giá khá là cao nhưng mà khách của cô rất là ưa chuộng và thích ăn những cái phần ăn của cô làm. Tại vì cái nước dùng này, rồi cái nguyên liệu của cô rất là tươi ngon ha. Cái nước dùng rất là đặc biệt đó. Bây giờ cô sẽ làm cho mình một cái tô đặc biệt nha mọi người. Cô làm luôn rồi đó hả cô? Đây cô sẽ làm cho mình một cái tô. Tô này bình thường là khoảng trăm mấy cô, 150 hả? Là tô này dạ, bông so đũa luôn mọi người coi này. Ôi. Đó là nước mẫu Thái siêu trang. Chia hai ngăn hả cô? Hai ngăn con. Một ngăn là cái gì? Một bên là trụng. Trụng còn một thôi. Bên là nước lèo, còn trong đây mấy cái ngăn là bên xương, bên hải sản đủ thứ. À. Đấy là tôi cho là bưng ra ngoài cho em đi. Dạ. Đấy luôn. Đủ món luôn. Dạ. Này là nước ớt chua cay. Dạ. Nước ớt chua cay chứ không phải là sa tế hả cô? Sa tế là riêng bên kia nữa con. Ồ ai vậy đó. Hả? Một bên đó là chua cay để chấm hải sản. Dạ. Nếu ai thích thì tiếp tục chấm, còn không là chấm ở bên kia. Dạ. Con nghe nói cái nước dùng của cô là có nấu bằng cái gì nó đặc biệt lắm. Có, coi như là của bãi nước ớt là coi như ớt chua cay, là coi như ớt này nè. Dạ. Bắt đầu sắc ra là với đường phèn, với sắc gia vị của mình đem lên vô. Dạ. Là coi như luộc, ví dụ một cả 1 ký đường phèn, nửa ký đường cát nó sẽ ra thành hợp 1 ký ớt. Dạ. Đó, cô sẽ làm tô đặc biệt cho mình. Ở đây khách hay ăn cái tô như thế nào cô? Khách ăn nó đúng là khách của bãi nó cỡ nào cũng có hết á. Đúng con. Rồi đó, có khi nó ăn 300 cũng có, 400 cũng có nữa. Còn ăn bình thường nhất ví dụ là 100 có, 50 có. Như người ta lao động thì ta ăn vừa vừa, bãi cũng bán hữu nghị cho người ta. Là hữu nghị nhất là khoảng 70 trở lên hả? Coi như là 50 là thấp nhất đó. Ví dụ mấy người công nhân đó con. Ôi ăn tới 400 thì chắc là nguyên con ghẹ ha. Nguyên con ghẹ với lại nguyên con ghẹ với lại hiêu mực, ví dụ con ghẹ không là 150 đó. Dạ. Ghẹ này lớn nha mọi người. Ghẹ này lớn mà bao luôn. Ghẹ này lớn lắm, nguyên cái bàn tay là úp vô là không vừa luôn đó mọi người đó. Mọi người coi. Bây giờ cái tô của con là một nửa con ghẹ. Hơn nửa con có giá 150 nhưng mà bảy nói là bán cho mình 100 thôi, ưu tiên cho YouTuber. Chứ lại mình cũng hay ăn. Ôi, nó có trứng luôn nè mọi người. Nó gặt luôn, đầy đủ luôn. Có coi như luôn. Là cho hài lòng. Coi như là khi người ta có thiếu sót điều gì là mình sẽ bù lại cho người ta. Yeah. Ăn có vấn đề gì nói bảy là bảy bù tại chỗ luôn. Nhưng mà sự thật là nó khỏi. Đưa lên là phải ngon hài lòng 100% hết. À, đó, bảy đưa ra, bảy bóc cái chân ra cho con coi luôn đi. Ồ, đó, tách ra dùng coi. Coi như là lại đang là không có ai, nói chứ người ta ăn 400-500 vẫn hài lòng, chứ không có để mà thiếu sót gì hết đâu con. Tại vì xưa nay bảy bán mấy chục năm rồi, cho thêm thì thôi, chứ không có hề mà bị dứt bỏ cái điều gì hết. Còn ngon, không ngon là không bán. Còn nếu mà cảm thấy không ngon là không bán, chứ không có nói là nhiều khi nó ngon bù là bán không có bù. Tại vì không có cái nào không ngon cả. Tôm này là tôm càng nha mọi người, phẩm bảy. Tôm đó là tôm càng, nhưng mà có một cái là con biết gì không?
nó hơi nhỏ, nó nhỏ nhưng mà tại so với cái giá cả bây giờ là phải xài nó. Còn cái hàng trước là phải xài là một con tôm là 250-300 ngàn, nhưng mà cái Wow. hàng đó không dám lấy nữa. Bây giờ Dạ. người ta hơi khó khăn đấy con. Ồ, Mình vậy là trước đây còn kinh khủng hơn. bãi bán nhiều lắm, ở đây bán nó dữ dội lắm mà, chứ đâu phải mới đây đâu. Con này con bạch tuộc ha Đây phải. là thuộc. Còn cái con này là con mực trứng nè, Dạ. để cho con thử con luôn nè, cái này là Ồ. dư cho con dữ lắm luôn đó. Dạ. Phải ưu tiên cho con mực trứng luôn đó mọi người. Đó, mực trứng luôn đó, thấy chưa, cái này là 150 chứ không có 100 nha, để nhiều Dạ. khi người ta thắc mắc. Ở đây bạn không có bán mà bị sai lệch gì cả, coi Dạ. như là cho phải đâu đó rõ ràng. Nhưng mà nói Dạ. trước, bởi vì đồ món nào cũng phải ăn được cả. Dạ. Bởi khách của bảy nó dễ lắm, nó không có nói năng gì hết, chỉ có cái là con ăn cái vậy đó nha cô ấy, chứ không có nói là mình nó ăn đi bù, không có. Chỉ có cái bữa nào phải hết đồ rồi bữa nào ăn phải cho thêm, nhưng mà bãi phải làm rõ ràng ngay cái giá cả đó Dạ. chứ không có làm sai. Rồi con ra dùng Ồ. đi, bởi bưng ra cho. À, mình cũng đã ăn nhiều lần của bảy nhưng mà mình sẽ ăn những cái mức giá ví dụ như 70 hay gì Ừ, đó thì vô là bà vẫn bán 50 dạ đồng đó, 50 chỉ trở có lên thì hai người thì mới mới làm được. dạ con thấy khách của bảy thường đi xe hơi tới ăn nhiều lắm. À, đi du lịch vậy đó. Như thành phố mà từ chợ nó xuống đây nó vẫn mua cái chục bịch đem về nhà ăn mà. Bánh lứt Ồ. Gò Đen, Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, miền Tây là Mỹ Tho, ví dụ lên là nó phải ghé ngay nhà bảy nhiều lắm. Dạ. Bởi vì mình cũng hữu nghị coi như vẫn giữ cái giá 50, chứ đúng là đồ lên thì không có bán 50 được, phải giữ 50 để bán cho người ta dễ ăn. Con bây giờ khó khăn dữ lắm, không có bán quá. Nhưng mà nói với khách là bữa nay đồ lên nha con, phải phải dứt miếng lại, thí dụ nói vậy thôi chứ vẫn chưa. Cũng dứt thì dứt cũng không dám dứt nhiều. Không không có rồi, con ra ngồi bé Bi Dạ lại con. con quay cái cảnh bảy bán được. Ồ. Bảy bán bao nhiêu năm rồi ha, hôm bữa bảy nói con Năm mươi quên. mấy năm rồi đó, bây giờ 76 mấy tuổi, năm bảy ra buôn bán mà đi làm cho người ta. Cái này là năm bảy mới có 10 tuổi thôi, bây giờ 76 5 tuổi mà trong nghề đó. Lúc ra bắt đầu năm 19 tuổi mới bán, tới giờ 65 luôn. Nhưng mà trong nghề là mình vẫn làm cho người ta cái nghề này, Dạ. 60 năm kinh nghiệm. 60 năm kinh nghiệm. Giờ Nhưng nói mà bảy sao dưỡng Tân Long An ai cũng biết ha biết biết bảy vậy hết á, ha. nó phải giữ lại con biết Nguyên cái hết Tân An này con đi con hỏi người ta biết hết. à, con biết hết ha. Đây là hai cái tô nha mọi người, một tô rau nhút với lại đủ thứ rau này, rau cải đồ này nữa. Còn đây là tô có nửa con gà này, có mực ống này, có bạch tuộc nữa ha, đó mực xuất sắc không cả nhà. Rồi cả nhà ơi, đây là cái phần ăn mà mình đã nhờ cô bạn làm giúp mình, đó là 150k nha. Thì cả nhà thấy không, con nửa con ghẹ ha. Nửa con ghẹ luôn, có trứng luôn. Đó. Đây, ăn luôn mọi người. Đó. Xuất sắc không cả nhà ơi. Nước chấm chua. Quá ngon. Ok quá. Ai hủ tiếu ở tuốt dưới này ha. Này có những cái con sò nữa nha mọi người. À. Có sò điệp nữa nha. À, chào cô. Có, con hay ăn đây mà. Lâu lâu con có ghé. Hủ tiếu có hương vị rất đặc biệt, tại vì bảy nấu bằng, nghe nói là bảy nấu bằng con ruốc đó mọi người. Cái nước nó rất là đậm đà, thấm vô cái sợi này luôn.
Đó, hủ tiếu luôn ha. Quá ngon rồi. Đây là cái càng ghẹ của Bảy Đưa mọi người. Nó rất là chắc luôn mọi người. Cái ống xương mà nó còn có rất là nhiều thịt trong này luôn. Đó. Cái khuyển xương thôi mà đã nhiều thịt rồi. Thấy không? Sắc không? Có chất mỡ nhưng mà chất mỡ cục nào cũng đỡ bực trà bá luôn ha. Gần rút luôn. Đây là rau nha. Rau nhúc siêu tươi. Bụt bẫm luôn mọi người. Ở nhà mình có đi ngang khúc Tân An á, nhớ ghé qua đây ăn thử một lần cho biết ha. Quán này cô bán tới 60 năm rồi, kinh nghiệm. Thực khách là những người là gọi là rành ăn ở Tân An đều biết quán của cô ha. Phần chả, chả nhìn rất là chắc chắn luôn. Tuyệt vời luôn mọi người. Chả ngon, quá ngon luôn. Thêm bát tôm càng này nữa nha. Chắc người nội luôn nè. Đó, chắc người nội luôn. Thịt tươi rói rói luôn, xuất sắc quá. Điều đặc biệt nữa là có bông điên điển nha mọi người. Không, toàn những nguyên liệu xuất sắc không mà sao mà không ngon. Giá cả vậy là hợp lý nha mọi người. Giới sành ăn là sẽ biết quán của cô hết. Nước dùng tuyệt vời luôn. Hương vị rất đặc biệt, rất là đậm đà. Đó. À, thì cả nhà nếu mà muốn ăn thử món này thì cứ tới địa chỉ ở đây ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip tiếp theo của kênh Phố Xá Sài Gòn. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo.